đây, phím này. Cái phím này rất mới các bạn nhé, nhìn tôi nhìn rất là mới và rất là chặt như này. Chữ tiếng Việt đồng rất là đẹp đúng không các bạn, rất đẹp đấy. Cái bản lề này hoạt động rất là từ từ và nó rất mới ở cái chỗ là đây các bạn thấy đấy, nó có thể làm được như này nhưng nó không nả ụt chúng cái ra, như thế là nó sẽ đỡ bị cái lọc sọc khi mà chúng ta chơi đàn đấy. Đấy cái bản thân cái đàn piano là đàn cơ nên là tất cả cái gì mà lỏng lẻo là nó sẽ bị rè. Đấy, các bạn để ý như vậy. Đây, cái nắp trên cũng rất là đẹp. Đấy, trên rất đẹp. Vâng. Vâng, chúng ta cùng nghe âm thanh của cây đàn này. Vâng. Xin mời các bạn. Thanh của Diapason thì các bạn biết rằng là nó là thương hiệu tạo ngoại thương thứ hai của Kawai đúng không ạ? Bởi vì rằng là bên trong các bạn để ý kỹ sẽ có cái chữ Kawai và Diapason và với một cái hình khối khá lớn như thế này. Vâng, rất là hay. Chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn. Thế sao ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ xem cận cảnh hơn. Và chữ Diapason này. Và các bạn nhìn thấy ạ. Và rất thú vị đúng không ạ? Và chúng ta nhìn phía dưới này. Và ba cái pedal rất là đẹp các bạn thấy ạ. Rất là đẹp như thế này. Đấy, chúng ta xem cái
bên trong. Wow, đấy. Nhiều bạn đi mua đàn hay hay lười ngại mở cái xem phía dưới này. Chúng ta cứ xem vào một cái đàn dù sao mấy chục triệu đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta nên để ý kỹ hơn. Đây, các bạn nhìn thấy các cái đầu dây này này. Đấy, nó phải không bị rỉ như thế này. Con ngựa này này, đấy, nó tốt. Chắc mà không bị đứt vỡ. Cái ngựa này mà nó có vấn đề thì cây đàn nói chung là chán lắm. Và mà để thay để mà xử lý được việc đó là không hề đơn giản. Vâng. Mời các bạn xem cái đầu hồi phía trên này. Đấy. Đó. Cái chân cong vuông rất là riêng, vâng, một cái kiểu dáng rất riêng đúng không ạ? Vâng, chúng ta xem cái nắp trên này. Đấy. Các cái phào chỉ của cái này rất là nhiều. Đây. Đấy, nó cũng tạo nên những cái dấu ấn, có những cái điểm rất là riêng. Và tôi nghĩ rằng là để đầu tư sản xuất ra một cây đĩa ba dông này hoàn toàn không hề ít tiền, vì cái nguyên vật liệu chúng ta thấy rất là nhiều. Wow. Cái sao ót này thì sao? Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vâng. Vâng. Đúng là cái tiếng của cái sao ót. Rất là dày ấm. Vâng. Như đúng như cái màu sắc của tiếng đàn. Và cái cột trống này rất là chắc chắn. Vâng. Rất chắc chắn, gỗ nguyên khối các bạn ạ. Vâng. Có thể nói là càng ngày thì người ta sẽ càng làm giản tiện hơn để cho những cái cây đàn đó nó được chi tiêu, nó tiết kiệm hơn. Và sau đó là cái gỗ, nói như cái gỗ mà nguyên khối như thế này cũng cũng ngày một khó khăn hơn rất nhiều. Và chúng ta phải ghi nhận là đó là một sự không không hề ít tiền khi đầu tư đúng không ạ? Rồi, các bạn sẽ thấy là đây một cây đàn, các bạn nhìn thế này. Rồi, những cái chốt pin với ba vòng dây quấn rất là đều. Đấy, rất đều như này. Đấy, rất đều như thế này. Đấy. Đây. Các đầu búa rất chặt. Đầu búa rất chặt. Rồi. Đầu búa rất chặt này. Rất chặt các bạn ạ. Và chúng ta cùng xem kỹ một cái đầu búa xem nào. Đây. Rất là dày đúng không ạ? Các bạn thấy cả một cái chiều cong của nó rất là đều. Đấy, dày nguyên. Vâng. Ra xuống. Ra dạ lò xo dây cò. Wow. Tuyệt vời. Vâng. Hoàn toàn là một cây đàn mà có tất cả những cái gì mà Hiếu nhìn thấy, tất cả những cái gì mà Hiếu chia sẻ với các bạn. Từ nãy giờ cái đàn chúng ta rất là yên tâm. Và tất nhiên để yên tâm hơn, chúng ta xem các chuyên gia Nhật Bản đã đánh giá. Cây đàn Diapason và với năm sản xuất 1977, cao 1m32. Body B, key A, pin A, action A và support A. Vâng, rất tuyệt vời. Và chúng ta hãy thỉnh thoảng thử bấm vào đây. Các bạn sẽ thấy là cái bàn tay màu hồng nó trở thành màu trắng. Các bạn thấy không ạ? Rồi nó hông lại. Đấy. Các bạn có thể cận cảnh nhìn lại nhé. Đây nhé, đang màu hồng đúng không ạ? Chúng ta bấm tay vào đây. Thì kích nhiệt vào. Rồi đây hơi ấm của chúng ta khoảng 36-37 độ đúng không ạ? Thế sau đó chúng ta để một chút thì chúng ta bỏ tay ra. Thì cái bàn tay này nó thành màu trắng rồi nó lại chuyển lại màu hồng. Đó là cái dấu hiệu mà để chúng ta thấy rằng là cái tờ giấy, cái giấy chứng nhận này. Bước đầu đấy là chúng ta xác định đấy là giấy chính xác, giấy chuẩn. Vâng.